Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Hải Đăng TV. Hôm nay Hải Đăng TV sẽ đưa quý vị và các bạn đi thăm dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình có tổng chiều dài toàn tuyến là 46 km, đi qua 16 xã thuộc hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng. Điểm đầu giao với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và điểm cuối là tại khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông, tỉnh Nam Định. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.326,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách tỉnh chiếm 2.626,5 tỷ đồng và nguồn ngân sách trung ương là 2.700 tỷ đồng. Hiện nay thì dự án đã triển khai được đến đâu, tiến độ thi công như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hải Đăng TV đi thăm thực tế tại công trình. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay, đoạn từ nút giao Cao Bồ đến đường 490C và đoạn từ đường 490C đến khu công nghiệp Rạng Đông đang được gấp rút làm phần nền hai làn xe cơ giới ở phía giữa đường. Đoạn trùng với đường 490C đang được san lấp mở rộng theo đúng thiết kế. Cầu Đống Cao thì hiện đã xây dựng xong mố cầu, các trụ cầu ở phía huyện Nghĩa Hưng. Còn phía huyện Y Yên thì hiện nay đang tiến hành thi công phần đường dẫn. Theo quan sát của Hải Đăng TV thì các nhà thầu đang phối hợp rất chặt chẽ, đồng thời hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm để chạy đua hoàn thành dự án đúng kế hoạch của chủ đầu tư. Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì xây dựng đoạn từ nút giao Cao Bồ thuộc cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đến tỉnh lộ 490C, thiết kế hai làn xe cơ giới, và đoạn từ khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông đến cầu Thịnh Long với quy mô là 4 làn xe cơ giới. Giai đoạn 1 hiện nay thì đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2021. Giai đoạn 2 thì được khởi công từ tháng 4 năm 2022, bao gồm các hạng mục sau. Thứ nhất là xây dựng cầu Đống Cao nối huyện Y Yên với Nghĩa Hưng. Thứ hai là mở rộng cái đoạn đường trùng với tỉnh lộ 490C. Thứ ba là mở rộng thêm hai làn xe cơ giới cho các cái đoạn đã được đầu tư trong giai đoạn 1. Phát triển hệ thống giao thông không chỉ là chủ trương đúng đắn, kịp thời mà còn tạo luồng gió mới, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí giao thông hiện đại, là giải pháp hiệu quả để tỉnh Nam Định phát triển theo hướng hiện đại, thuận lợi, an toàn, tạo sự kết nối vùng nhanh và bền vững, đáp ứng được các nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, đồng thời tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế, thu hút các nhà đầu tư. Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình sau khi hoàn thành thì sẽ góp phần hoàn thiện cái mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Nam Định. Đồng thời mở ra một cái không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, đặc biệt là vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia cao tốc Bắc Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Hải Đăng TV. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất và nóng hổi của Hải Đăng TV. Xin kính chào và hẹn gặp lại!